Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của xe điện Hải Đăng. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với anh em về pin của xe điện cân bằng. Có rất nhiều anh em hỏi về loại pin này, sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ bị hỏng cell pin hoặc là hỏng mạch điện cân bằng. Thì đây là bộ pin của xe điện cân bằng, nó có điện áp là 36V và 4,4 Ah, kích thước là 135 x 90 x 60 mm, kích thước này là tiêu chuẩn lắp vừa cho hầu hết các cái dòng xe điện cân bằng trên thị trường. Mình sẽ dùng đồng hồ để đo cho các bạn xem. Điện áp hiện tại của pin là 38,6V. Nếu xe của bạn có bị lỗi hay là hỏng pin thì có thể mua để thay thế sửa chữa. Link sản phẩm thì mình sẽ đặt trong phần mô tả của video để các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.